Thưa quý vị, áo dài từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa chứa đựng tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Tuần lễ áo dài Việt Nam được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trên toàn quốc hàng năm là cách để tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống cũng như vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam. Hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn Đồng Nai đã hưởng ứng sôi nổi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt và giá trị của áo dài Việt Nam trong xã hội văn minh hiện đại. Ghi nhận tại huyện Xuân Lộc. Những ngày này tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Xuân Lộc, cán bộ, công chức, viên chức nữ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đã mặc áo dài truyền thống đến nơi làm việc, các sự kiện quan trọng của cơ quan, đơn vị nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống. Trong trang phục áo dài, hình ảnh người phụ nữ vừa đảm bảo sự trang trọng, duyên dáng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên nghiệp của môi trường công sở. Những tà áo dài duyên dáng thức tha đã tôn vinh vẻ đẹp của áo dài, nét đẹp của người phụ nữ Việt. Tôi cảm thấy rất là vui và tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo dài Việt Nam. Nó thể hiện được nét đẹp truyền thống và thước tha duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng trong ngày làm việc mà chúng tôi khoác lên mình chiếc áo dài thì cảm thấy rất là tự tin vì thể hiện được cái nét duyên dáng thước tha của người phụ nữ Việt Nam. Tôi thì cũng mong muốn rằng cái phong trào này sẽ được duy trì và nhân rộng trong thời gian tới vì nó đã thể hiện được cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tuần lễ áo dài diễn ra từ 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 2023 để tôn vinh áo dài Việt Nam. Đây là sự kiện được đông đảo chị em tham gia hưởng ứng, là biểu tượng của nét đẹp văn hóa, niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời các cấp hội phát động cuộc thi ảnh tự hào áo dài Việt Nam. Với hình ảnh thước tha duyên dáng của chị em phụ nữ trong tà áo dài được đăng tải chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội về tuần lễ áo dài đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã triển khai phát động đến Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, Liên đoàn Lao động huyện, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng sôi nổi và chọn những tấm hình đẹp để đăng tải trên trang fanpage của hội nhằm góp phần quảng bá, tôn vinh nét đẹp, giá trị áo dài trong đời sống xã hội. Trải qua từng thời kỳ phát triển của lịch sử, áo dài luôn không ngừng biến đổi, cách tân, nhưng dù thế nào thì chiếc áo dài truyền thống vẫn giữ được nét uyển chuyển, gợi cảm nhưng kín đáo, tôn được vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt. Sự hưởng ứng tích cực trong tuần lễ áo dài của phụ nữ trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa áo dài của Việt Nam.